Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 8 tháng 4 anh em. Rồi buổi trưa nay thì em lên cho anh em 7 lô ha, 7 lô anh em. Rồi còn lại lô nào thì em xả hàng lô đó anh em, còn lại mấy lô ha, tối lên thì còn lại mấy lô thì tiếp tục em like buổi trưa nay. Anh em nào hồi tối không có coi được thì buổi trưa nay coi xem anh em, xem ha. Rồi vô cái lô số 1 nè, Makita 23 anh em. Rồi lô này 3 cây, ủa 4 cây chứ, 2.4 triệu 600 ngàn cây anh em. Makita 23 xả hàng luôn, xả hàng cho anh em luôn. Rồi bao cho anh em đầy đủ đồ ha, nắp bue nào thiếu thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ anh em. Lô số 1 4 cây 2.4 triệu, tay lái là 3 tay lái dài và 1 cái tay lái tròn. Đầu bò chấn kẹp thì lúc nào em cũng bao cho anh em đầy đủ anh em. Lô số 1 này là 4 cây là 2.4 triệu ha, 600 ngàn một cây. Makita 23 anh em. Rồi 600 ngàn cây. Tay lái là 3 dài và 1 tròn anh em. Chế nó là sợi chế ra ngang luôn ha. Rồi Makita 23. Lô số 2 là lô này là cơm mát su anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Nồng 34 ly, tum gời tum 260 luôn. Rồi 2 cây là 1.3 triệu anh em, 650 ngàn cây. Tay lái là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ. Hơi lửa ngon lành. Lô số 2. 2 cây 1.3 triệu. Lô số 3 là Nativo. Nativo này là 23 và 26 anh em. Hai con là 26 và một con là 23. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Lô số 3, 3 cây 2 triệu. 3 cây 2 triệu anh em, 700 ngàn cây, 3 cây 2 triệu, lô số 3. Nativo anh em, Nativo 26 ha. 26 2 cây, 1 cây 23. 700 ngàn cây, 3 cây là 2 triệu. Rồi cơm mát su hàng Trung Quốc xuất Nhật, 650 ngàn cây. Makita 23 nha anh em, lô này 600 ngàn cây ha, xả hàng cho anh em luôn, 4 cây 2.4 triệu. Lô số 4 là lô này là lô Austin nha anh em. Austin là Austin 21, 23 và 24 ha. Rồi lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn nha anh em, bao cho anh em tay lái dài hết luôn. Rồi 650 ngàn một cây, 5 cây là 3.250. Chế của nào đó là em thấy là C xài chế ra ngang hết nha anh em. Mấy cái dòng này thì em thấy đa số xài chế ra ngang. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Tay lái thì tặng cho anh em tay lái dài mới. Rồi lô số 4, 5 cây 3.250, 650 ngàn cây. 5 cây 3.250 nha anh em, ít tin ha. Đây lô ít tin này em thấy là liền lạc hết nha anh em. Chế là em thấy là xài chế quanh gồ ra ngang hết ha. Con này xài chế ra ngang vú lớn nha anh em, mặt giật trợ lực luôn. Rồi lô này 650 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 5. Lô số 5 là Gilby Zenoth nha anh em, 26cc nồng 34 ly, bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn. Rồi lô này thì tay lái của nó là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ hết luôn ha. Rồi Gilby Zenoth này em xả hàng cho anh em là 750 ngàn anh em. 750 ngàn cây, 5 cây là 3.750. 3.750 ha. Rồi lô số 5, 5 cây 3.750. Lô số 6 là hai con Magu anh em. Magu này là Magu 23cc ha, nồng 32 ly. Rồi tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Magu 23 2 cây. 2 cây 1.7 anh em, 850 ngàn cây ha, 2 cây 1.7, lô số 6. Lô số 7 là lô Echo. Echo này là Echo 260 anh em, nồng 34 ly ha. Echo 260 nồng 34 ly. Lô này là ba lô anh em, máy ba lô ha, máy ba lô em lên cần cứng anh em. Lên cần cứng là cần cứng zin hết ha, của Echo em lắp qua anh em. Tại vì mấy cái máy ba lô nó về nó hay bị gãy cần như gãy khung đồ nha anh em. Nó rớt đầu máy ra thì em lắp lên cần cứng cho anh em luôn. Rồi lô này thì 26cc nồng 34 ly anh em, cần cứng. Đầu bò chấn kẹp dao đầy đủ luôn ha. Tay lái thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài hết nha anh em. Rồi lô này 1.2 triệu một cây. 5 cây là 6 triệu anh em, lô số 7 ha. Lô số 7. Echo 260 nồng 34 ly. Rồi Magu 23 anh em, 850 ngàn cây, này 1.2 triệu một cây. Gilby Zenoth 750 ngàn, 26-27cc ha, nồng 34 ly luôn. Rồi lô này 750 ngàn anh em. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626585 ha. Rồi xin chào tất cả anh em.